Xin chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0978 7829 002. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều giò hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay giới thiệu với các bạn đây là giò hoàng thảo đơn cam. Hoàng thảo đơn cam này thì nói với các bạn là đến thời điểm này mình trồng được 9 tháng rồi và cây bắt đầu đứng ngọn rồi. Chuẩn bị rụng lá. Đây các bạn nhìn đây, rụng lá và chờ hoa. Một số anh em ở miền Nam thì hoa có lẽ vào đúng Tết, nhưng về miền Bắc, đặc biệt là Lai Châu của mình thì nói với các bạn hoa này nó vào tháng 6. Bởi vì là trên mình khí hậu nó lạnh hơn dưới các bạn rất là nhiều. Và đơn cam này thì nói với các bạn là hoa thì phải nói là rất là đẹp, cực đẹp. Này, mình trồng giá thể như này thì các bạn cũng biết rồi, về chỉ việc cắt ra và cho vào chậu, trồng theo ý thích của các bạn trong vườn thì rất là ok. Và giò đơn cam này mình bán với giá là 2.100.000 đồng. Cho đơn hàng như thế này, mình sẽ chia làm 3 khóm. Khóm đầu tiên thế này, đây, mình bán giá là 700.000 đồng, giá lẻ các bạn nhé. Và đây là khóm thứ hai ở giữa này, đang rụng lá các bạn ạ. Cho nên là cây thì nó hơi kỹ, nhìn nó quay nó không được nét lắm. Đấy, đang rụng lá rồi, mình không nhặt nhạnh kệ thôi. Đấy, cũng là 700.000 đồng. Và khóm thứ ba này cũng là 700.000 đồng một khóm. Và anh em nào lấy một giò như thế này phải nói là rất là đẹp và đơn cam thì rất là sai hoa. Đây mình quay xa chút để các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Đấy. Đấy, giò đơn cam này thì mình sẽ lấy các bạn, nếu mà các bạn mua cả giò như này giá là 1.700.000 đồng. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều giò hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. À, và đây nữa các bạn, đây còn một giò nhỏ nữa các bạn nhé, giò đơn cam nhỏ. Đây các bạn nhìn đây, đơn cam nhỏ cũng như đấy. Giò này thì mình lấy các bạn là 500.000 đồng cho anh em sưu tầm. Đây, các bạn nhìn đây đây, cây phát triển rất là ok các bạn nhé, khỏe. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình, mong rằng các bạn sẽ sưu tầm và thuần phục được nhiều giò hoa lan đẹp, đặc biệt là những dòng hoa lan khó tính của hàng rừng Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.